thầy ơi, phương pháp cần bằng năng lượng quả tuyệt vời. Con chính thức là học trò của thầy chỉ 3 tháng rưỡi, từ ngày 20 tháng 10 năm 2020. Với hai lớp là Long Hoa và Năng Lượng phần chìm một thời gian không dài, nhưng con đã hết những bệnh không ngờ. Một viêm đa xoang 25 năm. Đã mổ xoang nhưng vẫn tái đi tái lại. Hai viêm da cơ địa đã chữa trị 1 năm nhưng không khỏi. Ba viêm phụ khoa. Điều trị 2 năm vẫn không hết. 4 giãn tĩnh mạch. 5 đau cổ sống lưng. 6 trào ngược dạ dày. Đã nội soi 2 lần để điều trị nhưng không thuyên giảm. 7 lạnh cột sống, tay chân đi tiểu liên tục. Cứ uống nước vào là đi tiểu. Hiện giờ da rẻ con trắng hồng, da hết tái nhợt. Không biết đau nhức là gì. Con đã tăng 4kg. Giờ con không ăn bột, đạm nhưng không mệt mỏi cả ngày. Con viết vài dòng gửi thầy và con thật lòng biết ơn thầy. Cảm ơn phương pháp cần bằng năng lượng của thầy. Xin chúc thầy tràn đầy năng lượng để tiếp sức cho chúng con. Chú Phạm Kim Tám sinh ngày 15 tháng 1 năm 1951. Chú Tám đã mắc ung thư năm 32 tuổi và đã tự chữa khỏi bằng cách ăn chè đường 8 năm liên tục. Chú Tám đã được bộ não mách bảo thực hành kiểm chứng đến 40 năm cuộc đời để hoàn thiện và hệ thống ra phương pháp cân bằng năng lượng. Chú Tám đã áp dụng cho chính bản thân, cho con, cho cháu, chia sẻ cho bạn bè. Áp dụng phương pháp cân bằng năng lượng đạt hiệu quả phòng và chữa bệnh tật cực kỳ tốt. Chú Tám đã mở khóa học online phương pháp cân bằng năng lượng trên Facebook cho những ai thực tâm muốn làm bác sĩ cho chính mình với học phí 3 triệu đồng, có trên 12 bài giảng nói về lý thuyết cơ sở khoa học của phương pháp, nguồn gốc, cách chữa và phòng tránh các loại bệnh tật. Được chú Tám hỗ trợ trực tiếp các thắc mắc, các khó khăn trong quá trình áp dụng phương pháp cân bằng năng lượng này v.v. Có thể học mọi lúc mọi nơi, chỉ cần một cái điện thoại có internet. Sau khi học và hiểu phương pháp Phạm Tám này, bạn sẽ tự chữa bệnh cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng và còn nhiều hơn thế nữa. Với 3 triệu đồng so với những gì bạn được thì số tiền này chỉ là một món quà nhỏ bạn tặng cho chú Tám mà thôi. Để được học, các bạn hãy nhắn tin vào hai Facebook sau đây để biết cách đăng ký. Một là Facebook cá nhân chú Phạm Tám, hai là Facebook cá nhân chị Mỹ Hạnh. Ai quan tâm có thể vào nhóm trên Facebook có tên là Cân bằng năng lượng sống khỏe do chú Tám lập ra để tìm hiểu thêm kiến thức, đồng thời có thể hỏi về bệnh tình của bản thân. Chú ý có kèm theo hình chụp nước tiểu lúc 16 giờ chiều để được chú Tám hỗ trợ cho chính xác nhất. Cảm ơn quý vị đã xem hết video. Nếu thấy kiến thức bổ ích hay chia sẻ cho người thân và bạn bè, hãy đăng ký kênh và tích vào mục nhận tất cả để không bỏ sót video mới nào của kênh.